ta thật không muốn nhìn thấy bắc ngô đồng hỏa rốt cuộc có người đến đào ta. nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. đông đông đông, uy uy uy, có hay không người a? À? nhanh thả ta ra ngoài nha. lão tử còn sống, lão tử không có chết a. À? đường sán hung hăng trùy hai lần vây khốn chính mình quan tài thông lệ dẫy ruộa cầu cứu một phen về sau liền tại nội tâm mặc niệm một tiếng cây fc sau đó hai tay nhanh chóng làm ra động tác dây lát ở giữa, tại trước mắt của hắn, vậy mà trống rỗng xuất hiện một cái nóng hầm hập thơm ngào ngạt Âu lần hamburger gà nướng tới. May mắn cái này cấp thấp nhất màu đỏ bắc còn có thể dùng, không đến mức thật chết đói tại cái này quan tài bên trong. Từng ngụm từng ngụm ăn Âu lần hamburger gà nướng, đường sán thực tình cảm thấy, những này ngày phát sinh trên người chính mình sự tình, quả thực là quá mẹ nó hoang đường năm nay mới 22 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đường sán, trừ não mạch kín thường xuyên có chút đậu bỉ bên ngoài, thật là một cái lại phổ thông bất quá sinh viên đại học. Vốn nghĩ thật vất vả tốt nghiệp, tại gia nhìn xem tiểu thuyết xoát xoát động mạn, hảo hảo làm mấy tháng trạch nam. Lại bị cha mẹ đuổi tới thi đậu thị thư viện biên chế, thành vì một tên quang vinh mà vĩ đại sách báo nhân viên quản lý. A, à, vì cái gì sách báo nhân viên quản lý có thể dùng vĩ đại để hình dung đâu? Tóm lại, sách báo nhân viên quản lý công tác cũng còn tạm được, chống không thời gian càng nhiều, mấu chốt là có thể dùng quang minh chính đại nhìn các chủng tiểu thuyết cùng thư. Thời gian bình thản như nước, thẳng đến có một ngày, Đường Sán chỉnh lý thư viện trong lòng đất tàng thư thất thời điểm, phát hiện một bản rất kỳ quái thư, trang bìa đã tổn hại. Bên trong văn tự lại còn là thượng cổ thể triển vì cho cái này bản thư đăng ký tạo sách cùng phân loại đường sán phí hết sức lực mà mới xem hiểu phía trên viết là cái gì nội dung cái này bản thiên thư dùng vẻ nho nhã ngôn ngữ miêu tả cả cái thiên địa tại đản sinh thời điểm là phi thường không hoàn mỹ bất kỳ cái gì đồ vật đều tồn tại tàn khuyết cùng lỗ thủng dùng hiện đại lời nói đến nói liền là bác bắc ở khắp mọi nơi bất kỳ cái gì đồ vật đều tồn tại bắc nếu như có thể nhìn đến đồng thời lợi dụng những này bắc liền có thể thu hoạch đến năng lực khó tin đồng thời cũng có thể trợ giúp cả cái thiên địa biến đến càng thêm hoàn mỹ rất tốn sức đại khái nhìn xong cái này bản thiên thư về sau đường sán chính phát sầu muốn thế nào cho hắn phân loại lúc đột nhiên cái này bản thiên thư liền bạo ra một cổ trói mắt ánh sáng cơ hồ đem đường sán ánh mắt cho lóe mù ngắn ngủi mù về sau đường sán phát hiện tay bên trong thiên thư biến mất không thấy gì nữa cái này thật sự là quá quỷ dị đường sán nhanh chóng kiểm tra một chút trên người mình tốt tại cũng không có xuất hiện cái gì dị trạng trừ chính mình ánh mắt từ ngày đó bắt đầu, đường sán liền phát hiện, chỉ cần mình đem ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm nơi nào đó hoặc là nào đó cái đồ vật nhìn, liền hội hiện ra mang theo nhan sắc quang điểm tới. Làm hắn đem tầm mắt lại lần nữa tập trung đến quang điểm thời điểm, não hải bên trong liền sẽ xuất hiện kỳ quái tin tức tới. Tỉ như nói, làm đường sán đem ánh mắt tập trung tại tân hoa từ điển lúc, phía trên hiện ra một cái màu cam quang điểm, lại lần nữa tập trung về sau đầu óc bên trong liền có một thanh âm nói cho đường sán, đối lấy tân hoa từ điển 10 giây đồng hồ bên trong liên tục chớp mắt vượt qua 100 lần. 10 giây đồng hồ chớp mắt vượt qua 100 lần. Cũng chính là bình quân một giây đồng hồ chỉ ít muốn 10 lần. Cái này có thể quá khó. Nhưng là, đường sán muốn biết cái này làm về sau, sẽ phát sinh cái gì, liền khổ luyện vài ngày thời gian, rốt cuộc. Làm đến. Tại hoàn thành kia một giây lát ở giữa, đường sán cảm giác cặp mắt của mình có một chủng nói không nên lời sảng khoái, đại não cũng ngoanh minh một tiếng, xa vào một chủng phi thường không minh trạng thái. Sau đó, não hải bên trong cái thanh âm kia lại nói cho hắn, giải khóa đã gặp qua là không quên được bác. Liên tưởng tới kia bản thiên thư, khó đọc nội dung, đường sán triệt để bị chấn kinh, nguyên lai kia bản thiên thư, giao phó chính mình hai mắt có thể dùng nhìn đến bác năng lực cái thứ nhất giải khóa đã gặp qua là không quên được bác đường sán lợi dụng cái này năng lực tại lúc làm việc liền điên cuồng tại lật xem thư viện bên trong các loại thư tịch mỗi một tờ chỉ cần nhanh chóng quét mắt một vòng liền có thể dùng vĩnh cửu ghi nhớ nội dung phía trên về sau đường sán rất nhanh nắm giữ phát hiện bác khiếu môn liên tục phát hiện phi thường nhiều lại tốt chơi lại kỳ hoa bác một lần tại cây FC chọn món ăn thời điểm, xếp hàng quá nhiều người, đường sán nhìn đến trên quầy có cái màu đỏ bắc, liền tập trung ánh mắt đi qua, nội tâm mặc niệm cây FC. Dựa theo nhắc nhở thủ thế đáng làm, vậy mà trống rỗng xuất hiện một cái Âu lần hamburger gà nướng ở trước mặt mình còn có một lần tại hỏa diễm bên trong phát hiện màu vàng bắc, vậy mà là tại lòng bàn tay thiêu đốt ra năm loại màu sắc khác nhau hỏa diễm, duy trì liên tục vượt qua 3 giây đồng hồ về sau. Liền có thể vĩnh cửu miễn dịch hỏa hệ tổn thương bắc. Tại bên cạnh láng giềng thiếu phụ phơi nắng y phục bên trên, đường sán phát hiện một cái màu đỏ bắc, chỉ cần đem cái này chọn bộ y phục trộm qua đến xuyên tại thân bên trên duy trì liên tục 3 giờ đồng thời tại trong lúc này cùng nên thiếu phụ gọi điện thoại nói một cái người tốt tao a à, liền có thể vĩnh cửu tính thu hoạch đến đối phương phương tâm muôn hình muôn vẻ các chủng cổ quái kỳ lạ bắc dây lát ở giữa để đường sán cuộc đời bình thường biến đến muôn màu muôn vẻ lên đến làm đến một cái không có bao nhiêu lý tưởng cùng khát vọng trạch nam đường sán một không có lợi dụng những năng lực này phát tài hai cũng không có tùy ý thi triển năng lực nhiễu loạn trị an xã hội cùng hòa bình thế giới hắn chỉ là lại tất cả có thể điều khiển tình huống phía dưới lần theo chính mình đậu bỉ ý nghĩ làm ra không ít khôi hài lúng túng sự tình tới nhưng mà hết thảy đều tại ba ngày trước phát sinh kịch biến đương thời đường sán chính đi máy bay muốn đến ở ngoài ngàn dặm thành thị đi tương thân vừa lúc ở không trung vạn mét trở lên hắn phát hiện một cái màu tím bác thông qua những ngày này phát hiện cùng tổng kết đường sán phỏng đoán bắc cấp bậc là dựa theo hắn nhan sắc phân chia từ thấp đến cao hẳn là hồng chanh hoàng lục thanh lam từ bảy đẳng cấp bất quá đây cũng chỉ là chính đường sán suy đoán suy cho cùng trước mắt hắn tối cao chỉ gặp qua màu vàng bắc liền là cái kia hoàn toàn miễn dịch hỏa hệ tổn thương bác mà ở trên không trung 10.000 mét trên máy bay, vậy mà có cái lóe tử sắc quang mang Bắc, đây tuyệt đối là một cái rất ngậm, rất khốc huyễn cao đẳng cấp Bắc A, và URL bằng Windows. Location, Hrep, Windows, Puppy giới tác bằng Windows, Puppy giới tác, Windows, Puppy giới tác, Push 7254X, BGSSP 7254U, URL không chút do dự đường sán liền lập tức dựa theo màu tím bắc nói minh đi làm không để ý sinh đẹp tiếp viên hàng không thuyết phục cùng ngăn cản ở trên máy bay dùng gà đứng một chân tư thế duy trì liên tục một phút đồng thời hô to một tiếng ta tới ta gặp ta chinh phục kết quả vừa dứt lời giây lát ở giữa đường sán liền tại chỗ liền hắc bình đúng đường sán nhân sinh liền hắc bình một trận mê muội về sau, đường sán liền xuất hiện tại hiện tại chỗ cái này quan tài lớn bên trong. Não hải bên trong thanh âm nhắc nhở hắn, giải khóa, hồn xuyên dị giới, bác cũng liền ra nói. Chính hắn tìm đường chết kích phát cái kia bác, sau đó liền mẹ nó xuyên Việt rồi, còn là hồn xuyên. Mà lại, càng 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 hố là, đường sán hiện tại xuyên qua tới thân thể này, mặc dù cũng gọi là đường sán, nhưng là một cái người chết hơn nữa còn là một cái đã được hạ táng chôn đến dưới nền đất người chết a à. dùng người chết thân thể tỉnh lại quan tài bên trong rất đen không gian lớn nhỏ lại còn được dù sao cũng là nhà giàu nhân gia công tử hạ táng quan tài chỉ ít có một mét năm cao mặc dù còn chưa đủ dùng để đường sán đứng lên đến nhưng ít ra ngồi dậy đến là không có vấn đề đệ nhất thời gian, đường sán liền nhanh chóng kiểm tra một lần đầu óc bên trong ký ức, biết rõ cái này đường sán là bản địa nổi danh thương nhân chi ra đường gia đại công tử. Mặc dù tướng mạo cực điểm xuất chúng, là mười dặm tám hương nổi danh Mỹ Nam Tử. Nhưng mà từ nhỏ đầu óc liền có chút vấn đề, ngốc ngốc sững sờ, cha mẹ không có ít bận tâm về hắn, cái này dạng đầu óc hiển nhiên vô pháp thành vì gia nghiệp kế thừa người, thêm lên lúc này đường ra gặp nguy cơ, tộc bên trong trưởng lão liền tập thể làm chủ. Cưỡng bách đường phụ đem đường sán ở rể cho kim lăng phủ trần chi phủ thiên kim trần tư mộc, dùng này kết tốt hai nhà quan hệ, mượn này vượt qua nguy cơ. Có thể là ai biết, đường sán mặc dù đầu óc không được, cơ bản tình lý còn là có khái niệm nam tử ở rể, ở cái thế giới này có thể nói là vô cùng nhục nhã, thậm chí ở rể sau nam tử đều vô pháp tham gia khoa cử khảo thí, một đời đều hội bị người chỉ chỉ điểm điểm, không ngẩng đầu được lên. Cho nên, xỏa đầu xỏa não đường sán nói cái gì cũng không đáp ứng ở rể, sau cùng thậm chí phục độc dược dùng chết minh trí. Ách, sớm không xuyên qua muộn không xuyên qua, hết lần này tới lần khác đều mẹ nó nhập thổ vi ăn ta cái này tính không tính xác chết vùng dậy đâu vừa xuyên qua qua đến thời điểm đường sán thật là có chút sụp đổ quan tài rất lớn rất dày căn bản liền mở không ra bởi vì hắn thân thể đã đổi một cái cơ hồ tất cả tại trên địa cầu giải khóa bắc năng lực đều đã mất đi hiệu lực bao gồm đã gặp qua là không quên được hỏa hệ tổn thương miễn dịch các loại một loạt bắc cũng không có đi theo xuất hiện tại cái này thân thể mới bên trong ta thật không muốn nhìn thấy Bắc ngô đồng hỏa còn cưới không cưới ta làm nương tử rồi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Cái này tiếng đào đất tại đường sán nghe tới tuyệt đối thắng được tiếng trời. Chỉ là đến tột cùng là ai hội chạy tới đào chính mình mộ phần đâu. Trộm mộ, đệ nhất thời gian, đường sán liền nghĩ đến khả năng này. Suy cho cùng, đường ra tại Kim Lăng Phủ cũng coi là tai to mặt lớn đại gia tộc, đại công tử qua đời vật bồi táng đáng tiền khẳng định không ít. Chỉ là, những này trộm mộ không lẽ liền thật dám cái này trắng trợn đến đào đất trộm mộ. Không sợ bị đường ra phát hiện về sau, báo quan đuổi bắt bọn hắn. cọc cọc cộc. cộc, cộc tiếng đào đất càng ngày càng gần mà lại đường sán ngừng lại hô hấp tỉ mỉ lắng nghe tựa hồ chỉ có một cái sẻng tại đào đất còn đào đến có chút phí sức bộ dạng nhìn đến cái này trộm mộ rất là nghiệp dư a à? chỉ có một người tại đào đường sán cũng không biết chính mình quan tài đến tột cùng là chôn dưới đất bao nhiêu mét có thể là dựa theo cái này trộm mộ đào pháp muốn đào tới khi nào a à? không thể không nói cái này trộm mộ thi công tiến độ xác thực là có điểm chậm a à. không sai biệt lắm ba bốn tiếng đi qua đường sán nửa nằm tại quan tài bên trong dùng một cái tay chống đỡ đầu một bên nghe lấy tiếng đào đất một bên lại dùng bắc làm cái âu lần hamburger gà nướng đến ăn tiếng đào đất một mực không có ngừng qua mà lại thanh âm càng ngày càng gần tính toán đâu ra đấy, đường sán tại cân nhắc đến trộm mộ không bỏ dở nửa chừng tình huống phía dưới, đại khái còn có 5, 6 tiếng, liền có thể đào đến chính mình quan tài. Mà bây giờ đường sán cần thiết cân nhắc chính là, một hồi gặp đến trộm mộ, chính mình là xác chết vùng dậy đâu? Còn là xác chết vùng dậy đâu? Còn là xác chết vùng dậy đâu? Cái này là một cái rất lớn mặt lại rất có tâm trộm mộ, đường sán suy nghĩ, như thế nào cùng hắn tiến hành một cái hữu hảo lần thứ nhất hội gặp. Hai giờ đi qua, lại ba giờ đi qua. Cọc cọc cọc, đào đất thanh âm, rốt cuộc gần trong gang tấc Đường sán từ buồn ngủ trạng thái bên trong, đột nhiên bừng tỉnh qua tới. Bởi vì hắn nghe đến mặt đất nơi xa truyền đến một trận chấn động thật giống là có một đám người cưỡi ngựa qua tới ngọa tào sẽ không phải là có người nhìn đến trộm mộ tại đào mộ vụng trộm báo quan đến bắt hắn đi đường sán tâm liền là chìm xuống đừng nha vạn lý trường trinh chỉ còn lại một bước cuối cùng muốn bắt cũng phải đem ta trước đào ra ngoài mới được a à, vó ngựa tiếng càng ngày càng gần tiếng đào đất lại vẫn không có ngừng cái này để đường sán càng thêm kỳ quái, ấn lý thuyết, như là là bình thường trộm mộ, nghe đến phía trên động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đệ nhất thời gian nhanh chóng trước chạy là hơn. Có thể là cái này trộm mộ nhưng thật giống như thiết tâm, từ bắt đầu đào liền một mực không có dừng lại qua, dòng dã tám, chín tiếng, chính giữa không ăn không uống liền nhà vệ sinh đều không lên sao. Đường sán chính nghi hoặc ở giữa tiếng đào đất rốt cục cũng ngừng lại mà lại, vó ngựa tiếng cũng dừng ở trên đỉnh đầu của mình vị trí, một đám đại khái bảy tám người từ trên ngựa nhảy xuống tới. Ách, nhìn tới cái này cái trộm mộ cùng ta vận khí, không ra sao, đường sán tại nội tâm lặng lẽ vì trộm mộ cầu nguyện, hắn còn là nhanh chóng chạy đi. Trộm mộ có thể là trọng tội, càng không dùng nói là cướp đường ra mộ, bị quan phủ bắt đến, nhẹ thì xung quân ba ngàn dặm, nặng thì thu sau xử trảm tốt xấu nhân ra tại chính mình mộ phần cái này cố gắng 8, 9 tiếng, cũng tính là đủ ý tứ. Mà chính đường sán liền là đánh giá một chút còn lại thổ lượng cao độ sẽ không vượt qua nửa mét, chính mình chỉ cần khống chế quan tài tận thế sinh tồn thương mở ra mui, hẳn là không khó ra ngoài. Sợ nhất là cái gì? Liền là đám kia ăn no không có việc gì làm cưỡi ngựa ra hỏa, lại đem thổ cho điền trở về cho nên, đường sán nhất định phải thừa dịp mau thừa dịp sớm từ quan tài bên trong leo ra. Khởi động cái chốt, ta xem một chút, ở đâu kia mà. Đúng rồi, cái này màu đỏ nút bấm, và URL bằng Windows. Location, Heret, Windows, Puppy giờ tác bằng Windows, Puppy giờ tác, Windows, Puppy giờ tác, Push, Zonet, 7254X. BGSSP 7254U, URL, cơ hội chớp mắt là qua, đường sàn ấn xuống một cái màu đỏ cái chốt khóa, vèo một lần, quan tài liền hướng lấy hai bên thu vào. Quả nhiên, phía trên còn bị áp lấy thật dày tầng đất, không sai biệt lắm một mét dày. Phía trước đường sán cũng muốn, thực tại chịu đựng không được thời điểm, liền muốn bắt đầu đào đất chạy trốn, giống tiêu sinh gờ cứu rỗi bên trong kia dạng, từng chút từng chút đào ra ngoài hiện tại chỉ còn sau cùng một mét kia còn không đơn giản đặc biệt là đường sán là từ phía dưới hướng lên đào hắn bẻ gãy tận thế sinh tồn thương bên trong một cái cờ lê bú sữa mẹ lực khí đều dùng đến liều mạng hướng lên đào đất cứng thực bùn đất liền từng khối rơi xuống đến quan tài bên trong đường sán cái này dạng đào tốc độ hiển nhiên so cái kia trộm mộ nhanh nhiều mà lúc này mặt đất bên trên, đường gia tam công tử, đường kim mang theo sáu cái người hầu, đem đường sán mộ bia phía sau cái hố to này cho bao bọc vây quanh. Lớn mật ngốc cô, liền ta đường ra đại thiếu mộ, ngươi cũng dám cướp. Ngươi là ăn hùng tâm báo tử đàm. Đường kim một mặt vui cười xem lấy bên trong hố to, có chút đầy bụi đất một cái dáng dấp có chút khỏe mạnh, ngũ quan so thô khoáng nữ hài. Tam công tử ta cảm thấy cái này ngốc cô khẳng định là nghĩ nam nhân nghĩ điên rồi sao liền đại công tử thi thể đều không buông tha cùng nàng nói nhảm cái gì tam công tử dứt khoát đem cái này ngốc cô bắt đi gặp quan tốt cái này nữ hài tên thật là gì mọi người hình như đều không biết bốn dặm tám hương người đều gọi nàng ngốc cô bởi vì nàng dáng dấp rất khỏe mạnh, một mét tám vóc dáng, sức lực toàn thân lớn gia kỳ, dáng dấp còn xấu, người cũng là ngốc bên trong ngu đần, ai cũng không biết nàng cha mẹ là người nào, từ cái nào thôn đến, chỉ biết đột nhiên nào đó một ngày, ngốc cô liền xuất hiện tại Kim Lăng thành bên trong, một cái đại cô nương ra, vậy mà giống những kia đầy tớ đồng dạng, khắp nơi dốc sức ăn tươi cơm tại Kim Lăng Thành bên trong khắp nơi đi dạo, thỉnh thoảng liền gào to hát một tiếng, cô nương ra khí lực lớn nhưng nghiêu rồi. Toàn thành Tuấn Nhi lang cút phân cầu lạc. Rất nhiều trong thành tiểu hài đều hội truy lấy ngốc cô nhổ nước miếng ném đồ vật, hô hào các chủng vũ nhục chửi rủa nhưng mà ngốc cô lại chút nào đều không để ý. Mặc cho những này tiểu hài vây quanh ở chính mình thân một bên ngược lại là bởi vì ngốc cô phá hư thành bên trong rất nhiều lặn quy củ, dẫn đến rất nhiều đất bĩ lưu manh cũng muốn giáo huấn ngốc cô. Lại bị ngốc cô lực to như nghiêu đánh đến nỗi ngay cả hắn mẹ đều không nhận thức. Nhất dọa người một lần, là Kim Lăng Thành bên trong tàu bang lão đại tụ tập mười mấy tên võ công cao thủ, đem ngốc cô vây quanh ở trong một ngõ hẻm kết quả mười mấy người đều bị ngốc cô ôm lấy đại thô cây cột nện đến thất linh bát lạc lần lượt trọng thương chạy tán loạn ngốc cô bản thân nghe nói bị chém hai đao lưng bên trên đều máu thịt be bét từ đó về sau một đoạn thời gian rất dài kim lăng thành bên trong người liền lại cũng chưa từng thấy qua ngốc cô có người nói ngốc cô mất máu quá nhiều đã không biết rõ chết tại chỗ nào cái rừng núi hoang vắng lại có người nói ngốc cô lúc hôn mê bị nào đó cái nhà giàu nhân gia hảo tâm mang về nhà chữa khỏi vết thương về sau được thu làm nghĩa nữ thành vì cái kia nhà giàu nhân gia thiên kim đại tiểu thư hơn nữa có người còn nói ngốc cô thụ thương hôn mê về sau bị đi ngang qua thần tiên đạo trưởng cho cứu thu làm đồ đệ lên núi tu luyện trường sinh bất lão tiên thuật đi mỗi người nói một kiểu các chủng cách nói liền liền trà lâu từ quán bên trong kể chuyện tiên sinh đều chuyên môn vì ngốc cô ra một tập ngốc cô tu tiên truyện loại hình bình thư cọ cọ điểm nóng bác bác ánh mát nhưng mà mấy tháng về sau ngày đó sáng sớm đại bộ phận kim lang ta thật không muốn nhìn thấy bắc ngô đồng hỏa uy 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 có người hay không kéo ta một cái nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com ngốc cô uy danh tại bên ngoài đường ra những này ra nô nhóm cũng đều là như sấm bên tai vừa mới còn dám mặt mũi tràn đầy châm chọc nói những lời kia có thể hiện tại ngốc cô nộ mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm lúc lại là một cái lời không dám nói ra khỏi miệng đến ngược lại là đường tam công tử đường kim rất miệt thị nhìn thoáng qua ngốc cô nói ra hoang đường ta đường ra đại công tử thế nào khả năng hội coi trọng ngươi cái này người quái dị còn nói muốn cưới ngươi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn ngươi dáng dấp cái gì bộ dáng, có thể ngốc cô lại là phi thường cố chấp lập lại nói. Đường Sán nói qua, sẽ lấy ta. Hắn liền là nói như vậy, ngươi nhóm nói toàn bộ không tính. Ta chỉ tin tưởng hắn nói, ta muốn đem hắn đào ra, trước mặt hỏi hỏi hắn, ngậm miệng. Ngốc cô, ngươi nếu như còn dám nói lời như vậy, ô ta đường ra thanh danh đừng trách ta đường kim đối ngươi không khách khí đường kim nghe nói liền nộ lạnh lùng biểu tình cầm lấy bội kiếm bên hông liền chỉ lấy ngốc cô phải biết tại kim lăng thành đường ra đường ra ra chủ đường tuân chỉ có đường sán cái này một cái nhi từ ngốc là không khả năng kế thừa đường ra ra chủ chi vị cho nên đường tuân mấy cái huynh đệ liền từ chính mình sinh nhi từ chính mình chọn lựa một cái nhận làm con thừa tự cho đường tuân nhị công tử đường hoàng tam công tử đường kim tứ công tử đường tuấn ngoài sáng là gia chủ đường tuân nhi tử trên thực tế nhưng đều là hắn chất nhi cũng là hắn cái khác mấy cái huynh đệ tranh đoạt đường ra đời sau gia chủ thẻ đánh bạc tại cái này ba vị nhận làm con thừa tự công tử bên trong đường kim có thể nói là bên trong người nổi bật Năm nay vừa đầy 20 tuổi, lại là đã liên tiếp bên trong tú tài cùng cử nhân, sang năm kỳ thi mùa xuân cũng vô cùng có khả năng cập đệ bên trong cái tiến sĩ. Lại thêm đường kim là văn võ toàn tài, từ nhỏ đã bái Kim Lăng thành phụ cận tám đại võ lâm môn phái đứng đầu thương vân kiếm phái một vị trưởng lão vi sư. Không đến 20 tuổi đã là võ giả trung kỳ tu vi, tại trên giang hồ cũng coi là tam lưu cao thủ cưỡi ngựa bắn tên dạng dạng tinh thông nếu như hắn còn đi tham gia võ thí thì cái cử nhân võ trở về vấn đề một chút cũng không lớn mà lại mấu chốt nhất là đường kim phụ thân đường chu là đời trước gia chủ cạnh tranh bên trong bởi vì đặc thù nguyên nhân mới rơi bại vào đường tuân những gia tộc kia trưởng lão thậm chí một mực cũng đều càng thêm trùng ý đường chu làm gia chủ, đúng lúc đời sau bên trong, đường tuân chỉ có một tên nhi tử ngốc, căn bản vô pháp kế thừa vị trí gia chủ. Đường kim liền coi như được là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, là nội định đường ra đời sau gia chủ. Cũng chính là như đây, tại đường ra bên trong, cái này vị tam thiếu hành sự cũng phi thường phách lối, nghiễm nhiên đem toàn bộ đường ra coi như là chính mình túi bên trong đồ vật. Đại công tử đường sán, mặc dù là hắn trên miệng luôn mồm đại ca, có thể lại một mực bị hắn coi là cả cái đường ra sỉ nhục. Tốt xấu kim lăng thành đường ra cũng là có lai lịch lớn gia tộc, dù là hiện tại không có rơi đến dựa vào kinh thương mà sống, gia tộc lại sinh ra cái này một cái si ngốc nhi tử ngốc. Đối với đường gia danh dự thanh danh đều là cực lớn vũ nhục cả cái kim lăng thành cái này hơn 20 năm qua, cũng không biết nhiều ít người vụng trộm chế diễu đường ra gia chủ đường Tuân Anh Minh một thế, sau cùng sinh cái xuẩn nhi tử. Liền vị trí gia chủ đều muốn truyền cho huynh đệ dòng dõi. Đường Kim đã sớm đem chính mình xem là đường gia hạ một nhiệm kỳ gia chủ, tự nhiên là đối, làm bẩn, đường gia thanh danh đường sán đủ kiểu chán ghét cùng ghét bỏ cũng chính bởi vì cái này dạng làm nghe thấy có người dám can đảm đến đào đào đường ra đại công tử phần mộ lúc đường kim liền đệ nhất thời gian mang người trước tới chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là đào mộ không phải trộm mộ mà là ngốc cô cái này một cái dị loại mà lại càng làm cho đường kim nộ không thể nói là ngốc cô lại vẫn dám luôn miệng nói đường sán đã từng đã đáp ứng muốn cưới nàng hoang đường nếu để cho lời đồn đãi như vậy truyền đến kim lăng thành bên trong những kia kể chuyện tiên sinh nói không chắc muốn như thế nào bố trí cả cái đường ra cái gì ngốc cô đường đại thiếu tình thâm sâu mưa mịt mờ đào thi nghiệt duyên nhân quỷ tình chưa hết loại hình phao tin đồn nhất định sẽ làm cho đường ra lại lần nữa thành vì cả cái kim lăng thành chuyện cười đáng chết đường sán liền chết rồi cũng còn muốn bại hoại danh tiếng của gia tộc sờ sờ cái chán, đường kim trong lòng liền càng là tràn đầy đối đường sán chán ghét, bảo kiếm của hắn để ngang tại ngốc cô trước mặt, sau cùng cảnh cáo nói, ngốc cô. Người bây giờ lập tức rời mở cái này bên trong, đồng thời bảo đảm không lại nói cái này dạng ăn nói khùng điên, bằng không, ta hoặc là đem đầu lưỡi của ngươi cắt, hoặc là đem đầu của ngươi chém đớt. Người khác sợ cái này ngốc cô sức lực toàn thân, đường kim thân vì đường đường võ giả tự nhiên là không sợ có thể là, ngốc cô người cũng như tên, quyết định đồ vật liền không cho phép người khác có chút nào can thiệp cùng cải biến, vận y như cũ không khách khí lặp lại nói. Ta sẽ không đi, ta đem đường sán cho đào ra, cũng nhanh. Ta biết rõ hắn còn sống, ta nhất định sẽ đem hắn đào ra, và URL bằng Windows. Location, Herep, Windows, Puppy Giơ Tác bằng Windows, Puppy Giơ Tác, Windows, Puppy Giơ Tác. Opus Zonet 7254 x BGSSP 7254 U UAL Tam công tử không thể để tại đây cái ngốc cô rời đi, nếu không nàng đến thành bên trong nói lung tung, chúng ta đường ra liền lại muốn thành vì người khác trò cười, đúng vậy nha. Tam công tử, đại công tử một chết, chi phủ đại nhân kia một bên ban đầu liền không tiện bàn giao. Trưởng lão cố ý đã phân phó ta nhóm những này hạ nhân, đường ra hiện tại là đặc thù thời kỳ, nguy cơ trùng trùng, để chúng ta quy củ một điểm làm người, ngàn vạn không được gây chuyện. Mấy cái nô bộc cũng từ trên ngựa cầm vũ khí, có quơ lang nha bổng, có cầm lấy đại khảm đao, còn có hai cái cầm lấy cung tiễn. Sáu cái nô bộc rất cẩn thận đem Ngốc Cô Trùng Điệp bao vây lại, nhưng mà Ngốc Cô lại căn bản không đem hắn nhóm coi là đại sự, nàng quay người quay đầu. Nghĩ muốn tiếp tục nhảy đến hố bên trong đi đào đất. Cái kia cầm lấy lang nha bổng nô bọc ngăn lại nàng, ngốc cô chỉ là nhẹ nhẹ bắt lấy lang nha bổng, sau đó hướng lấy đằng sau một ném, cái này thể trọng 200 cân đại hán. Liền trực tiếp bị ngốc cô vung đến xa mười mấy mét tiểu gò núi kia một bên. Phịch một tiếng, đem mặt khác năm cái nô bọc đều cho giật nảy mình. Ta thật không muốn nhìn thấy bác ngô đồng hỏa thần kỳ màu xanh bác. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com đường kim cầm trong tay bảo kiếm chính cùng ngốc cô đối lên năm cái nô bộc lại là bị hố bên trong đột nhiên xuất hiện đường sán cho dọa sợ cái này đại công tử có thể là đã chết 89 ngày a à, cái này không phải xác chết vùng dậy là cái gì a à, ui 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 cái kia người người thật giống như là ta nhóm đường ra gia, gia đinh chính tốt nhanh nghĩ biện pháp kéo ta đi lên hít mắt đường sán nhận ra hố bên cạnh lộ mặt cái kia nô bộc lập tức cao giọng gọi nói Đừng a à, đại công tử tha mạng a à, tha mạng a à. tôi tớ kia dọa đến mông nước tiểu lưu đối lấy đại hố liền là không ngừng dập đầu cái khác bốn cái nô bộc thấy thế cũng đều lần lượt học lấy quỳ xuống đất dập đầu suy cho cùng cái này thế giới tương tự cổ đại trung quốc tuyệt đại bộ phận người có thể đều là tin tưởng quỷ thần câu chuyện không giống đường sán cái này dạng sinh trưởng ở hồng kỳ hạ chủ nghĩa duy vật hảo thiếu niên từ trước đến nay cũng không tin trên thế giới này có quỷ ta đi ta là bảo ngươi nhóm kéo ta đi lên không phải để ngươi nhóm dập đầu đường sán tâm lý mặt một trận phiền muộn chính rõ ràng tươi sống tại cái này nói cũng là người lời a à hết lần này tới lần khác bọn hắn đều cho là mình xác chết vùng dậy không được đến trước hết nghĩ biện pháp chứng minh chính mình là người sống mới là nhưng mà tại đường sán nhíu lại ánh mắt thời điểm hắn đột nhiên nhìn đến bên trái đằng trước bùn bên trong khảm nạm lấy một khoảng ngón cái kia lớn còn có chút mang theo lóe lục quang hòn đá nhỏ biết phát sáng bảo thạch mẹ nha sẽ không phải là cái gì tính phóng xạ vật chất a à? đường sán có thể là nhìn qua quá nhiều tiểu thuyết xuyên việt bên trong nhân vật chính liền thường xuyên lợi dụng người cổ đại thích gì dạ minh châu cùng cái khác phát sáng bảo thạch đặc chất đem một chút mãnh liệt phát xạ tính vật chất coi như bảo bối đưa cho cừu nhân sau đó kia cừu nhân mỗi ngày vuốt vuốt cái này hiếm thấy chân bảo không có qua bao lâu liền lên tây thiên đi cho nên đường sán nhìn đến cái này một mai phát sáng tảng đá lúc lập tức liền lui về sau mấy bước sợ bị phóng xạ đến bất quá tập trung nhìn vào đường sán mới nhẹ thở ra một hơi bởi vì hắn phát hiện cái này quang cũng không phải tảng đá bản thân phát ra mà là chính mình nhìn đến bắc quang a không sai màu xanh bắc quang mang đẳng cấp còn không thấp nói minh cái này trên tảng đá tồn tại một cái cao đẳng cấp bắc a đường sán lập tức hít mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái này lục quang hòn đá nhỏ nhìn lại, não hải bên trong liền hiện ra mở khóa nên bắc phương pháp tới. Ngậm lấy tảng đá về sau, dùng đặc biệt tư thế dựng ngược 3 phút. Sẽ giải khóa bác, hả, cái này đơn giản, tốt xấu là cái màu xanh đẳng cấp bắc, không biết rõ hội là một cái dạng gì năng lực đâu. Tốt nhất là kia chủng nghịch thiên cấp bậc để ta có thể dùng nhảy lên liền cao mười mấy mét dây lát ở giữa biến thành võ lâm cao thủ cái chủng loại kia phía trước trừ một cái màu vàng bắc cùng một cái màu tím bắc bên ngoài đường sán tại trên địa cầu cơ hồ không có giải khóa cái khác cao đẳng cấp bắc màu xanh so màu vàng càng cao một bậc cho nên đường sán cũng đối cái này bắc rất lớn hy vọng đã hố phía trên mấy cái da nô tạm thời bị dọa đến không dám cứu mình đi lên đường sán liền quyết định tự cứu trình tự so easy bước đầu tiên đem hòn đá nhỏ từ trong đất bùn móc ra đến bước thứ hai lau một chút phía trên bùn cặn bã thổi thổi tổng muốn làm đến hơi hơi sạch sẽ một điểm đi bước thứ ba ngậm vào trong miệng a à, còn có điểm ngọt cái này vị đạo cực giống ái tình a à bước thứ tư, vỗ vỗ hai tay, xoay người, dựng ngược lên đến. Đại công tử, tha mạng A, chúng tiểu nhân mặc dù ngày thường bên trong cũng từng diễu cợt qua ngươi, nhưng là cho tới nay không có làm qua bất kỳ cái gì hãm hại qua ngài sự tình, xin thương xót A, đại công tử. Nhỏ sau này trở về, nhất định mỗi ngày đêm tối vì ngài cầu phúc, nguyện ngài sớm ngày có thể dùng đầu thai chuyển thế, kiếp sau đầu cái tốt thai năm cái nô bộc một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ sau đó trong đó có một cái lại len lén hướng hố bên trong liếc một cái hắn bản ý là muốn nhìn một chút hố bên trong không có động tĩnh có phải hay không đại công tử lại về quan tài bên trong đi thật bỏ qua bọn hắn có thể là kết quả vội vàng hướng xuống thoáng nhìn càng là bị dọa sợ vừa mới đại công tử tốt xấu nói là người lời nói còn tứ chi kiện toàn có đầu có chân giống người thế nào cái này mới một lát sau, liền biến thành một cỗ không đầu nam thi A, và URL bằng Windows. Location, href, window, puppy tác bằng Windows. puppy giờ tác, Windows. puppy giờ tác, us, Zonet, 7254, x, bgssp7254, u, url, a, cứu mạng, không đầu ác quỷ. Đại công tử biến thành không đầu ác quỷ năm cái nô bọc cái này một lần, dọa đến mau từ bờ hố lộn nhào trốn đến đường kim cùng ngốc cô bên này. thương thương thương, ngốc cô cầm lấy đất bên trên một cái lang nha bổng, chính cùng đường kim đánh đến khó bỏ khó phân. đường kim kiếm chiêu ra từ thương vân kiếm phái, liền bộ kiếm pháp này khổ luyện năm năm chi lâu, cho nên mới có thể đủ dựa vào nhẹ nhàng bộ pháp cùng ngốc cô cường đại man lực đối kháng nhưng là mỗi một lần hắn nghĩ muốn chém về phía ngốc cô yếu hại lúc đều bị ngốc cô lang nha bổng ngăn cản trở về kia cự lực chấn động làm cho đường kim thể nội khí huyết cuồn cuộn không ngừng hắn tâm chìm xuống như là lại tiếp tục như thế không ra mười chiêu hắn đều muốn bị ngốc cô phản chấn trở về cự lực cho dung ra nội thương tới đường kim chính nhanh chóng tự hỏi, muốn thế nào nhanh chóng tìm ra ngốc cô sơ hở lúc thủ hạ kia năm cái phế vật ra phó lại một bộ bị sợ mất mật bộ dáng trốn qua tới. Tam công tử, không tốt, đại công tử xác chết vùng dậy, đại công tử biến thành không đầu ác quỷ, thật là dọa người A, ta nhóm nhanh chóng trốn đi. Không đầu ác quỷ đến lấy mạng, nghe nói là nuốt chừng 9.999 người đầu, mới bằng lòng bỏ qua mau đào mạng nha năm cái nô bộc một bên hô hào một bên chạy lên mã đào mệnh đi liền mang theo vừa mới cái kia bị ngốc cô vứt qua một bên nô bộc cũng dọa đến chở mình lên ngựa nhanh chóng chạy trốn sáu cái phế vật đường kim khịt mũi coi thường mắng hắn có thể không tin tưởng cái gì xác chết vùng dậy cùng không đầu ác quỷ câu chuyện bất quá, hắn còn là nhân cơ hội ngừng xuống cùng ngốc cô tranh đấu, một cái đi nhanh càng qua ngốc cô cầm trong tay bảo kiếm cẩn thận hướng lấy đại hố cái kia quá khứ. Sau đó cau mày hướng xuống mặt thăm dò đầu. Cái này một nhìn, Đường Kim cũng lập tức toàn thân sinh hàn, hố bên trong vậy mà thật là chính mình đại ca Đường Sán. Không đầu, không, hắn thật giống là dựng ngược đâm vào trong đất chẳng lẽ nói vừa mới ngốc cô đã đem đường sán từ quan tài bên trong cho đào ra rồi bày thành cái này một tư thế không 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 đường kim nội tâm run lên mới vừa cùng ngốc cô tranh đấu thời điểm hắn rõ ràng cũng mơ hồ nghe đến từ hố bên trong truyền đến đại ca thanh âm sẽ không phải đường sán thật xác chết vùng dậy đi có lúc người liền là cái này dạng Ban đầu không thế nào chuyện đáng sợ, có thể dùng rất lý trí đi suy nghĩ cùng phân tích hiện tượng, tâm lý mặt càng nghĩ thì càng sợ, càng sợ liền hội càng suy nghĩ miên man. Đúng lúc lúc này, đường sán dựng ngược đầy 3 phút, màu xanh bắc dây lát ở giữa giải khóa thành công. Dựng ngược đường sán ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần mình lực chú ý tập trung đến miệng, liền hội hiện ra từng đầu có thể dùng hoạt động thanh tiến độ loại hình đồ vật tới. A, à, cái này là giải khóa bắc năng lực những này thanh tiến độ dùng tới làm gì a à? luôn luôn chú trọng động thủ năng lực đường sán liền theo liền đem mấy cái thanh tiến độ kéo đến lớn nhất sau đó ho khan một cái rất trịnh trọng hắn sự tình hô to một tiếng cứu mạng a à? có hay không người tới cứu ta đi lên a à? ta thật không phải là quỷ a à? ta còn sống ta thật còn có thể dùng cấp cứu từng cái nhưng mà đường sán gọi là cái này lời nói có thể từ hắn miệng bên trong lại phát ra âm lượng to lớn giọng điệu là như quỷ kêu một dạng tiếng giống tới ngoạ tào nguyên lai like những này thanh tiến độ có chút là khống chế đường sán tiếng âm âm lượng có chút là khống chế hắn thanh âm giọng điệu a đổi một câu nói đường sán giải khóa hoàn toàn tùy tâm sở dục khống chế cùng cường hóa chính mình thanh âm âm thanh năng lực a đại việt xuất trinh phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc ta thật không muốn nhìn thấy bắc ngô đồng hòa cái này thế giới thế nào khắp nơi đều là bắc a nghe chọn bộ tại mê truyện audio com giống như là những kia điều âm sư sử dụng phần mềm đồng dạng đường sán thông qua kéo lấy những này thanh tiến độ lý luận có thể dùng để chính mình mô phỏng đảm nhiệm người nào thanh âm tới mà lại âm lượng điều đến lớn nhất cũng tương đương tại tiếp một cái cự đại loa phóng thanh chỉ bất quá vừa giải khóa cái này bắc đường sán căn bản còn không biết rõ là chuyện gì xảy ra liền đem âm lượng khống chế cùng âm điệu trượt chân lớn nhất kết quả phát ra cái này khủng bố quỷ kêu tiếng tới ban đầu rừng núi hoang vắng cái này hống vài tiếng cũng sẽ không tạo thành nhiều đến ảnh hưởng có thể là hết lần này tới lần khác cái này lúc đường gia Tam công tử đường Kim lại chính vội vã cuống cuồng ghé vào bên cạnh cái hố lớn nghi thần nghi quỷ hù dọa chính mình, bị đường Sán quỷ kêu cái này nhất hống. Đường Kim lập tức cũng bị dọa đến hoang mang lo sợ, thân thể về sau một ngã, nhanh chóng xoay người chạy, một bên chạy còn một bên kêu lên. Đại ca, oan có đầu nợ có chủ, không phải ta hại ngươi, ngươi đừng tới tìm ta a. À đừng nhìn đường kim thành thiên một bộ thiếu niên lão thành rất trang bức bộ dáng cái này nhất khác lại là thật bị đường sán một tiếng quỷ hống cho dọa cho bể mật gần chết. Cái gì hình tượng đều cố không lên, cưỡi lên ngựa liền điều khiển bỏ trốn mất dạng. Ngoạ tào không phải chứ, tất cả, toàn bộ cho ta dọa chạy rồi rất hiển nhiên đường sán vừa mới cũng bị chính mình cái này một tiếng quỷ hống bị dọa cho phát sợ hắn liền nhấn một cái thanh âm điều chỉnh thanh tiến độ bên cạnh một cái trở lại vị trí cũ khóa tính là nhất kiện hoàn nguyên thành chính mình thanh âm cái này một lần đường sán là thật tâm khóc không ra nước mắt hắn vốn nghĩ giải khóa màu xanh bắc có thể giúp chính mình rời đi cái hố to này lại không nghĩ rằng không cẩn thận ngược lại đem phía trên người toàn cho dọa chạy a à, các loại vừa mới vây quanh đại hố một chút là đường Gia da nô no, có một cái là ta tà tam đệ đường kim kia nói minh cưỡi ngựa đến những kia người không phải quan phủ mà là đường kim cùng Gia nô no. kia cái kia đào hố trộm mộ đâu đường sán trong lòng dâng lên một chút hy vọng sống như là cái kia trộm mộ còn tại bốn phía chính mình hẳn là còn có cứu chỉ bất quá cái này trộm mộ khẳng định bị đường kim đám người cho đuổi đi hoặc là dọa chạy còn hội trở lại. Chính làm đường sán nghĩ, có phải hay không muốn dùng cái này biến thanh năng lực, làm cái la lị âm đến câu dẫn trộm mộ lúc, phía trên đại hố xuất hiện một cái tròn trịa bánh bao mặt. Ngọa tào dọa ta một hồi, đường sán tập trung nhìn vào, mới nhận ra được ngốc. Ngốc cô, ngươi là ngốc cô, nguyên lai là ngươi, đến đào ta sao? lục sát nguyên lai cái này cỗ thân thể ký ức đường sán rất nhanh liền nhận ra ngốc cô phanh một cái ngốc cô có thể một chút cũng không sợ đường sán nàng từ phía trên bỗng nhiên một lần nhảy xuống tới thân thể cường tráng phát đạt cơ thịt đều để đường sán trái tim nhỏ nhịn không được kia khẽ run lên không nói hai lời ngốc cô một cái tay bắt lấy đường sán cổ áo sau đó lại đi nhảy một cái sâu bảy tám thước đại hồ A, ngốc cô còn mang theo đường sán, đều có thể dùng bỗng nhiên một lần nhảy ra. Cái này ni mã thật là thiên phú dị bẩm, đập đập bổ nhau, đường sán vỗ vỗ toàn thân bùn đất, cái này mới phản ứng được, nhìn trước mắt cái này cường tráng đến có chút quá phận sửu nữ nhân, nửa ngày mới phun ra mấy chữ. Ngốc cô, tạ ơn ngươi, cứu ta, đại ngốc tử, người đã cứu ta mà lại ngươi nói qua muốn cưới ta làm nương tử ngốc cô nói đến rất lẽ thẳng khí hùng không có chút nào cô nương ra ngượng ngùng có lẽ nói ngốc cô căn bản cũng không biết ngượng ngùng là vật gì a à, ta ta có nói qua sửng sốt một chút đường sán mới từ ký ức bên trong tìm thấy được từng màn cùng ngốc cô cùng một chỗ hình ảnh nguyên lai like, ngốc cô lúc trước bị chém bị trọng thương về sau liền dọc đường hướng ngoài thành trốn đi nhưng là nửa đường còn là mất máu quá nhiều, té xỉu tại vùng ngoại ô trên hoang dã. Chính tốt lúc này, đường gia đại công tử đường sán ở ngoài thành Tây Giao gia tộc bãi săn kia chủng hí chơi. Chó săn nghe đến huyết tinh vị dọc đường mang theo đường sán tìm tới bị thương nặng hôn mê ngốc cô. Đường sán liền đem ngốc cô cho mang về trang viên dưỡng thương, ở giữa thời gian mấy tháng, trừ một chút tất yếu trị liệu trọng thương thảo dược bên ngoài. Ngốc cô cơ hồ hoàn toàn là dựa vào tự thân cường đại tự lành năng lực không chỉ khôi phục như ban đầu mà lại lực khí còn càng lớn. Đồng thời, tại dưỡng thương trong thời gian này, người xưng đại ngốc tử, đường sán, liền cùng ngốc cô kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Và URL bằng Windows, Location, Herep, Windows, Puppy giới Tác bằng Windows, Puppy giới Tác, Windows, Puppy giới Tác, Push, Zonet. X. 7254 x BGSSP7254U UAL thậm chí Đường Sán còn chủ động đề xuất muốn cưới ngốc cô Vi nương tử lời nói đến thật giống như nhỏ thời điểm cùng nhau chơi nhà tròi rượu nam hài nữ hài kia dạng tình đầu ý hợp phía dưới liền rất tự nhiên nói ra. Bất quá Đường Sán lục sát nguyên lai ký ức bên trong lại có một cái phát hiện kinh người kia chính là tại đường sán nguyên lai ký ức bên trong, ngốc cô một chút cũng không xấu, thậm chí còn như thiên tiên, đúng, liền là xinh đẹp đến không gì sánh được, chỉ nhớ mơ hồ bên trong, tựa hồ cái này ngốc cô có hai cái gương mặt bộ dạng, một bộ liền là hiện tại cái này mặt đại đại, còn có một chút mặt rỗ. Thân thể phi thường tráng bộ dạng mà khác một bộ như ẩn như hiện là như thiên tiên một dạng dáng người cùng gương mặt cũng là thật sâu ấn khác tại đường sán ký ức bên trong ta đi chẳng lẽ nói cái này là trong mắt người tình biến thành tây thi tại nguyên lai like đường sán ký ức bên trong ngốc cô hình tượng bị não bổ thành đẹp như vậy đối mặt ngốc cô ánh mắt chất vấn đường sán hơi hơi tiêu hóa một lần ký ức về sau có điểm chật vật gật đầu nói vâng ta nói qua cái này lời nói, ngốc cô ta sẽ lấy ngươi làm nương tử. Không có biện pháp, chính mình đã đáp ứng sự tình, ngậm lấy lệ cũng phải thực hiện a. À. Huống chi, hôm nay nếu không phải là người ra ngốc cô đến đào ngươi mộ phần, còn nói không chắc có một ngày mới có thể lại thấy ánh mặt trời đâu. Tốt, ta sẽ chờ ngươi tựa hồ liền vì các loại đường sán cái này lời nói ngốc cô nghe đến sau liền vừa lòng thỏa ý quay người liền phi thường vô tình tính toán rời đi có thể hiện tại đã là hoàng hôn thời khác trời lập tức liền đen a à, cái này rừng núi hoang vắng đường sán một cái hiện đại trạch nam có thể không có be hoang dã cầu sinh bản sự lại nói đường sán nghĩ muốn về đường ra có thể là liền kim lăng thành ở phương hướng nào đều không biết đến cho nên hắn nhanh chóng gọi lại nghĩ muốn rút treo vô tình ngốc cô nói ui 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 ngốc cô người đừng đi một mình a à, có thể hay không mang ta cùng nhau về kim lăng thành ta tìm không thấy đường về nhà